Giờ đây, việc gửi tặng hoa tươi chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Dịch vụ đặt hoa tươi online chỉ với một cú click chuột nay đã có mặt tại tất cả các quận huyện 63 tỉnh thành trên cả nước. Chất lượng hàng đầu, thực hiện nhanh chóng, miễn phí vận chuyển, thanh toán online, nhận đặt hoa theo yêu cầu. Truy cập ngay flowerforyou.com.vn. Thông tin chi tiết xem tại mô tả dưới video này. Hàng loạt CEO công nghệ Việt nhảy việc trong năm 2018. Năm 2018, giới công nghệ Việt liên tiếp chứng kiến nhiều CEO có tiếng như cựu giám đốc Microsoft Việt Nam Vũ Minh Trí, cựu giám đốc Uber Việt Nam Đặng Việt Dũng, giám đốc quốc gia Facebook Việt Nam Lê Diệp Kiều Trang nhảy việc. Cựu giám đốc Microsoft Vũ Minh Trí đầu quân cho VNG. Sau khoảng một năm nghỉ việc tại Microsoft Việt Nam và làm việc vài tháng cho tập đoàn chuyên về giáo dục Nguyễn Hoàng, năm 2018, ông Vũ Minh Trí đã chính thức gia nhập tập đoàn VNG với chức danh Phó Tổng Giám đốc phụ trách mảng dịch vụ đám mây, một trong những nền tảng trụ cột của VNG trong giai đoạn phát triển mới, cung cấp hạ tầng đám mây cho chính VNG và triển khai cung cấp dịch vụ cho các khách hàng bên ngoài. Ông Vũ Minh Trí là gương mặt quen thuộc trong giới công nghệ Việt khi đã có hơn 13 năm nắm giữ vị trí CEO tại các tập đoàn công nghệ lớn như Sony Ericsson Việt Nam, Yahoo Việt Nam, Qualcomm, Microsoft Việt Nam. Cựu CEO Uber Việt Nam Đặng Việt Dũng cập bến VNG. Đầu năm 2018, cựu CEO Uber Việt Nam đã chính thức gia nhập VNG với vai trò giám đốc mảng kinh doanh thanh toán của VNG, phụ trách toàn bộ mảng thanh toán bao gồm cả JaloPay và 123Pay. Theo thông tin phát ngôn trên các kênh truyền thông, với một thị trường ngày càng thay đổi như lĩnh vực công nghệ, tinh thần ham học hỏi và nhẫn nại để hướng đến mục tiêu thay đổi hành vi của người dùng trong dài hạn của VNG là điều mà ông Dũng cảm thấy trân trọng nhất đã tác động đến quyết định gia nhập doanh nghiệp này. Ông Đặng Việt Dũng từng có thời gian làm cho Uber khoảng 3 năm, từ năm 2014. Tại thị trường Việt Nam, trong khoảng thời gian đó, Uber có mặt với tốc độ phát triển thần tốc, hãng này đã trở thành mối đe dọa đối với taxi truyền thống. Tuy nhiên, do có những điều chỉnh chiến lược, năm 2018, Uber đã bán mình cho đối thủ Grab, người cũ của Microsoft, làm tướng mới cho Lenovo Việt Nam. Tháng 4 năm 2018, Lenovo đã bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Giáp làm giám đốc quốc gia phụ trách thị trường Việt Nam. Tại Lenovo, ông Giáp chịu trách nhiệm hoạt động kinh doanh chung của Lenovo tại thị trường Việt Nam trong cả mảng kinh doanh sản phẩm thương mại khối doanh nghiệp lẫn sản phẩm tiêu dùng. Ông Nguyễn Văn Giáp là người từng 8 năm làm việc tại Microsoft, đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như trưởng phòng marketing và bán lẻ, giám đốc quốc gia mảng giải pháp doanh nghiệp vừa và nhỏ của Microsoft Việt Nam. Ngoài ra, ông từng làm việc cho Cisco System tại Việt Nam với nhiều vị trí quản lý khác nhau như trưởng phòng kinh doanh và trưởng phòng bán hàng. Bà Lê Diệp Kiều Trang rời ghế giám đốc Facebook Việt Nam. Đầu tháng 12 năm 2018, giám đốc Facebook Việt Nam Lê Diệp Kiều Trang bất ngờ công bố ngay trên trang cá nhân sẽ nghỉ việc tại Facebook Việt Nam từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Lý do bà Lê Diệp Kiều Trang đưa ra là do không sắp xếp được công việc gia đình. Bà Trang gia nhập Facebook hồi tháng 3 năm 2018 với vị trí là giám đốc quốc gia, là người từng đầu quân cho công ty tư vấn chiến lược McKinsey. Bà từng có thời gian cùng chồng là ông Vũ Xuân Sơn sáng lập nền Misfit Wearables, startup chuyên về các thiết bị đeo theo dõi sức khỏe và đo mức vận động của cơ thể, nhận được khá nhiều vốn đầu tư từ các đại gia trên thế giới. Hiện vẫn chưa rõ bến đỗ tiếp theo của bà Lê Diệp Kiều Trang là đâu. Ông Triệu Trần Đức chia tay CMC Infrastructure. Không ồn ào trên giới truyền thông, ông Triệu Trần Đức, cựu tổng giám đốc công ty cổ phần an ninh an toàn thông tin CMC thuộc tập đoàn CMC đã rời doanh nghiệp này vào cuối năm 2018 sau nhiều năm gắn bó. Theo một số thông tin, bến đỗ mới của ông Triệu Trần Đức là công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ an ninh mạng VinCSS thuộc tập đoàn VinGroup. Đây là công ty mới được VinGroup thành lập trong tháng 11 năm 2017 với vốn điều lệ là 20 tỷ đồng do VinGroup sở hữu 100%, ngành nghề chính là nghiên cứu phát triển an ninh mạng. Theo Nguyên Đức, ICT News, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Lắng nghe những câu chuyện kinh doanh, những bài học xây dựng thương hiệu, trau dồi kiến thức khởi nghiệp để tôi luyện bản thân mỗi ngày. Độc Đáo TV, kênh thông tin kinh tế tài chính, kinh doanh khởi nghiệp. Đăng ký ngay.